Amber Heard được khen diễn vai công chúa Mera xuất sắc, chưa bị cắt khỏi Aquaman 2. Tin được không? Huyền thoại hành động Dolph Lundgren, tài tử thủ vai vua Nereus trong Aquaman, có ấn tượng tốt với Amber Heard trong quá trình đóng phim chung. Hiện chia sẻ của ông đang thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Dolph Lundgren, tài tử thủ vai vua Nereus trong Aquaman, khen Amber Heard. Cô ấy thể hiện rất tuyệt vời trong quá trình quay phim. Đối với phần 2, tôi nghe được rằng Heard đã làm tốt. Về tin Heard bị cắt khỏi Aquaman and the Lost Kingdom, ngôi sao 68 tuổi không rõ là đúng hay sai sự thật. Lundgren cho biết, từ sau vụ kiện với Johnny Depp, Heard và ông chưa gặp nhau lần nào. Lundgren là một trong những người công khai nói tốt về Heard giữa luồng thông tin tiêu cực, mang tính đả kích, nhắm vào nữ diễn viên trên mạng xã hội. Trước đó, Whitney Heard, em gái của Heard, Ellen Barkin, tình cũ của Depp, phóng viên Eve Barlow khẳng định luôn đứng về phía nữ diễn viên. Lundgren đã hai lần hợp tác cùng Heard trong bom tấn do Warner Bros. Sản xuất. Trong phim, ông thủ vai vua Nereus đứng đầu vương quốc Zebul, thường xuyên nhòm ngó vợ của Aquaman Jason Momoa là Mera Amber Heard và muốn giết hại siêu anh hùng. Năm ngoái, ông tiếp tục thể hiện vai diễn trong Aquaman and the Lost Kingdom. Quá trình ghi hình phim trùng thời điểm tài tử phải hoàn thành các cảnh quay cho The Expendables 4 ở châu Âu. Do vậy, ông phải di chuyển liên tục giữa hai nơi. Dolph Lundgren sinh năm 1957 là nam diễn viên nhà sản xuất phim nổi tiếng người Thụy Điển. Được xem là huyền thoại hành động từ thập niên 1980, ông gây tiếng vang với tác phẩm Rocky 4 năm 1985, vai võ sĩ hùng mạnh Ivan Drago. Kể từ đó, ông đóng vai chính trong hơn 40 bộ phim, hầu hết đều thuộc thể loại hành động như Dark Angel 1990, Universal Soldier 1992, Sorcerer Chi 1993, Johnny Mnemonic 1995. Năm 2004, ông làm đạo diễn cho bộ phim đầu tiên của mình, The Defender, và sau đó tiếp tục chỉ đạo The Mechanic 2005, Missionary Man 2007, Common Performance 2009. Ở một diễn biến khác, sau khi thua kiện, Amber Heard tuyên bố sẽ chuyển nghề sang viết sách ghi lại những điều chưa từng được tiết lộ trước phiên tòa xét xử về cuộc hôn nhân nhiều góc khuất của cô nàng và Johnny Depp như một cách để mưu sinh kiếm sống. Vì ở thời điểm hiện tại, con đường quay trở lại diễn xuất của nữ diễn viên ở Hollywood gần như bằng không. Tuyên bố trên của nữ diễn viên Aquaman ngay lập tức khiến dân tình dậy sóng vì sắp tới, công chúng sắp sửa được diện kiến một ngòi bút mới mang tên Amber Heard với nhiều điều hứa hẹn. Bên cạnh đó, không ít netizen cảm thấy nực cười và lan truyền nhau đoạn clip được quay ở phiên tòa về cảnh nữ tác giả trẻ tuổi đang viết như không viết. Nhiều bình luận cho rằng không chỉ là một diễn viên thực lực, cô nàng còn giỏi diễn xuất ở cả ngoài đời thực. Hiện đoạn clip đang thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Có thể nói, tuy vụ kiện tụng phỉ báng trị giá hàng triệu đô của Johnny Depp chống lại vợ cũ Amber Heard đã được giải quyết, nhưng vẫn chưa thực sự kết thúc. Ngôi sao Aquaman tuyên bố sẽ kháng cáo, tuy nhiên cô phải trả một khoản tiền đặt cọc trị giá 8,35 triệu đô. Trong phiên điều trần ngắn căng thẳng vào sáng 24 tháng 6 tại phòng xử án Fairfax, bang Virginia, Mỹ, luật sư chính của Heard là Elan Rederhoff đã tìm cách thiết lập một đề xuất kháng cáo cho thân chủ của bà. Cụ thể, thẩm phán Penny Ascaret đã ra phán quyết cuối cùng trong phiên tòa dân sự kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Ascaret thẳng thừng nói với Rederhoff, nếu Amber Heard muốn kháng cáo phán quyết từ bồi thẩm đoàn 7 người, luật sư sẽ phải đệ đơn lên tòa án. Ascaret cũng thông báo với luật sư của Heard rằng ngôi sao Aquaman sẽ phải đặt cọc số tiền trị giá 8,35 triệu đô với lãi suất 6% mỗi năm trước bất kỳ kháng cáo nào chính thức được tiến hành. Vào đầu tháng này, Johnny Depp được tòa án tuyên nhận bồi thường thiệt hại 15 triệu đô trong vụ kiện bôi nhọ trị giá 50 triệu đô của anh. Số tiền được thẩm phán Ascaret giảm xuống còn 10,35 triệu đô theo các giới hạn về giảm thiểu thiệt hại trừng phạt của bang Virginia. Trong khi đó, tòa cũng trao cho vợ cũ của cướp biển vùng Caribe 2 triệu đô tiền bồi thường thiệt hại trong số 100 triệu đô mà Amber Heard đòi. Mặc dù cả hai đều tham dự tất cả phiên tòa kéo dài 6 tuần, cả Depp và Heard đều không có mặt trong phòng xử án hôm 24 tháng 6. Nhắc lại những gì thân chủ đã công khai trong vài tuần qua, luật sư Rederhoff nói rõ vào hôm 24 tháng 6 rằng Heard sẽ kháng cáo phán quyết. Rederhoff cũng xác nhận Heard không có tiền để trả Depp hoặc đáp ứng các khoản ràng buộc. Đội ngũ luật sư bảo vệ quyền lợi của Amber Heard có khoảng 21 ngày để nộp đơn kháng cáo. Mặc dù vậy, vấn đề tài chính vẫn chưa kết thúc đối với nhóm Amber Heard. Trước đó, chính nhận xét của Rederhoff trên TV vào sáng sớm ngày 24 tháng 6 đã khiến nhiều người tự hỏi liệu các bên có đi đến chuyện tự giải quyết ổn thỏa trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra hay không.